Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì buổi tối ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2023, là ngày cuối cùng của năm 2023. Thì Nguyệt và Thiện đang ở cổng sau của miếu Bà Chúa Xứ. Là còn một đúng một ngày nữa là chúng ta sẽ đón một năm mới 2024. Thì Nguyệt và Thiện là sẽ tới miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc An Giang để xem không khí nhộn nhịp của các du khách gần và xa tới để cúng bà. Thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn là xem khung cảnh buổi tối của Nguyệt và Thiện là tới múa Bà Chúa Xứ nha. Cũng có một số cô chú vừa cúng xong và đi chiếc xe xích lô nè. Hiện tại là Thiện đang có mặt ở miếu Bà Chúa Xứ vào lúc 7 giờ tối. Dạ. Dạ. Đêm ta cũng ở chỗ này kẹo lắm. À dạ. Lên nữa 30.000 là lên đỉnh núi. Dạ. Ở đây là trước đây là cái khu giống như là chợ đêm vậy đó. Buôn bán rất là đông luôn. Nhưng mà hiện nay thì dù Tết Tây nhưng mà ở đây không đông lắm ha. Giờ trước đây là hai bên này là rất là đông luôn. Đi kín đường luôn. Dạ dạ không anh. Còn bây giờ là thấy khá là vắng ta. Là mọi người đang tập trung ở miếu bà đó. Nhưng mà ý là cũng không có người bán luôn. Tức là trước đây là bán rất nhiều và người đi chơi đúng rồi, đều rất là nhiều luôn, mà bây giờ là cái đường này nó rất là vắng. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, nghĩa là cũng là một cái lễ Tết Tây. Mà không thấy ai hết. Xem ra buổi tối hôm nay là vắng à. Hồi trước ở đây có cái đồ đồng giá 1.000, 2.000 nữa. Có hả? Có, anh vô mua luôn mà. Hồi như cái lượt hay là cái gì đó. Đông lắm. Tại vì giá rẻ cho nên là người ta tập trung mua đồ đông lắm. Rồi bây giờ là Thiện đi ra cái đường này nó ngắn lắm. Tạm gọi là cái đường chợ đêm ở phía dưới miếu Bà Chúa Xứ đó. Bây giờ là ra cái đường gọi là đường vòng núi Sam này. Đi qua đây dạ không dạ. Rồi bây giờ mình sẽ ra cái đường gọi là Tân Lộ Kiều Lương. Mình đi lên kia một xíu thì sẽ gặp đường vòng núi Sam, mình sẽ lên cổng chính. Rồi bên tay phải là bán quần áo 25.000, 35.000, 50.000. Không có ai hết. Hồi trước đây là cái đường này mà nếu mà lễ Tết hoặc là cuối tuần thì nó vẫn đông. Hôm nay thì đi thấy là không có đông rồi đó. Tết Tây nhưng mà không có đông. Bên phải thì bán đồ để cúng nè. Rồi có mâm trái cây, hoa cũng như là nhang đèn. Núi Sam nó xa quá, tối quá không thấy đường. Bây giờ ở phía trên kia đây, ở phía trên mà có cái đỏ đỏ xanh xanh mà sáng ở trên đó là núi Sam. Thì trên núi Sam á là cũng hồi xưa là đặt cái bệ để đặt cái tượng bà ở trên đó, rồi sau đó mới chuyển xuống đây. Thì mình lên cái chỗ mà bệ đá để đặt bà, đặt cái tượng bà là mình có thể là đi bằng xe ôm. Mình có thể đi bằng cáp treo và mình có thể đi bộ trên những bậc thang cũng khá là dốc. Hồi trước là Thiện có đi thử rồi, cũng đi chả là xong rồi thở luôn á. Rồi cái con đường này là rất là vắng, không có ai luôn. Thì đồ bán quá trời luôn nè. Rồi dòng chuỗi nè, nón nè, bánh me. Thank you.
ra cái đường này cuối cùng là giống như có Thiện với Nguyệt đi thôi á, không có một ai luôn, còn toàn là người bán không. Ở đây là mình mắm cô giáo Thảo. Cô giáo Thảo là cổng sau cũng có, cổng trướng cũng có luôn. Đây. Mắm giáo Thảo luôn, bà giáo Thảo hay gọi là bà chùm của mắm. Đúng rồi, mắm cô Thảo rồi cô giáo Thảo rồi bà giáo Thảo, rất là nhiều cô Thảo. Dạ, đi đâu cũng gặp giáo Thảo hết. Dạ. À vậy thôi, đầy quá trời mắm luôn. Ủa cái là đây là mình làm mình bán mắm là bao lâu rồi chị? Lâu lắm rồi là bao nhiêu? Là mấy đời luôn rồi ha. À dạ. Dạ. À là sạp mắm lớn nhất ở chùa Bà cũng như là ở Châu Đốc. Dạ, phân phối luôn. À dạ. Dạ, giá sĩ luôn. Tức là thường ví dụ như ở đây là mình bán ví dụ như là mắm Thái 150 thì giá sĩ là bao nhiêu ta? À. Dạ là dạ lấy số lượng nhiều để bán lại thì sẽ rẻ hơn ha. Đây có mắm chèn nè, mắm cá chốt là 80.000, dạ, sặc chưa trao. Dạ. Mà em hỏi xíu được không chị? Cái món này nè, sặc chưa trao là cái gì chị? Là như cá linh nó nguyên luôn á, chưa có trao gì trơn. Cá linh. À dạ, tại vì em nghe cái tên rất là lạ. Linh chưa trao nữa nè. À. À giống như cái này là chưa có gì hết. Đúng rồi. Dạ, còn bên này là mình vừa ăn luôn, về là mình chỉ cần nấu lẩu thôi là ngon lành luôn ha. Này là cái lóc khúc 160.000 một ký. Wow, quá trời mắm luôn. Dạ. À. Dạ. Giống như cái lượng thịt nhiều hay ít thôi. À dạ. Có nhiều người ta không biết là hỏi sao mà mắm Thái nó nhiều giá, cái khác nhau là thịt nhiều thịt ít gì. À dạ, là thịt nhiều hay là đu đủ nhiều. Dạ. Cái 120 đó là trộn đu đủ nhiều. Dạ. Mấy cô ơi có mắm coi được bánh cái 120 là đu đủ nhiều nè. Quá trời luôn. Chung là cô chú mà đi về Châu Đốc là mua mắm là đúng bài luôn. Tại vì đây là xứ mắm mà, cho nên là mình mua là mình sẽ không có sợ. Dạ. Dạ. À, ở đây là bà giáo Thảo 111. Đây. Thì cô chú mà có muốn mua về để dùng hoặc là mình kinh doanh thì mình có thể liên hệ số điện thoại này. À. Quá trời luôn, đây thì thấy nhiều lắm. Dạ, em cảm ơn chị. Rất là đông luôn. Đó là rất là nhiều loại mắm, xin lỗi, rất là nhiều loại mắm mà khách thì Thiện thấy khá là vui. Thiện đi một vòng núi Sam thì cuối cùng là một vòng đường núi Sam, ở phía dưới thì đã tới cái cổng chính rồi. Cổng chính là cổng nó nhỏ hơn cổng sau một xíu. Mọi người là đang đi vào bên trong rồi, và trên cái con đường mà đường vòng núi Sam thì không có bao nhiêu khách hết, rất là Thiện thấy là rất là vắng. Chắc là tối hôm nay là cũng không có đông bằng buổi sáng. Buổi sáng thì thấy là đông hơn, còn buổi tối thì vắng hơn. Đây là cái khung cảnh bên trong thì buổi tối thời tiết khá là mát mẻ. Thời tiết ở đây ở Châu Đốc An Giang khá là mát mẻ, và đặc biệt là ở Miếu Bà Chúa Xứ. Thường thì nghĩ là buổi tối thời tiết mát mẻ thì cô chú sẽ đi cúng, đi vào đây cúng sẽ rất là đông. Đặc biệt là hôm nay là ngày 31 tháng 12, cũng là cuối năm rồi, ngày mai là Tết Tây, thì cái không khí về đây để mà cúng sẽ nhộn nhịp hơn. Nhưng mà nãy giờ đi thì thấy là cũng khá là vắng.
có thể là ngày mai một một tay thì sẽ đông cô chú đi cúng miếu bà hơn. Đây là cái không gian bên trong nè. Buổi tối lên đèn rất là đẹp luôn ha. Mình vừa vào bên trong thì ở phía trước này là có những cái bàn để mà mình để những cái phần cúng, trái cây, hoa hoặc là những cái con heo quay ở phía trước. Mình có thể là đứng ở phía trước này để mà cúng luôn. Hiện tại thì hiện thấy cũng không có đông lắm. Còn ở phía bên trong này là cũng đang có nhiều cô chú là cúng ở bên trong. Thường là Tết âm lịch hoặc là những cái tháng mà vía bà là ở đây là không có chỗ thở luôn, rất là đông luôn, chen chúc nhau để mà cúng. Còn bây giờ thì thoáng hơn. Quý cô chú có thể là mình đi cúng sớm, mình cúng như vậy thì nó thoải mái hơn. Còn khi mà mình đợi những cái dịp lễ như vậy thì nó sẽ rất là đông và nó rất là mệt. Đây là khu ở phía bên trái thì sẽ có cái khu gọi là rửa bông trái cây nè. Ở phía bên trong là mình sẽ có những cái bồn nước để mà mình rửa. Mình rửa xong rồi mình để lên mâm, lên khay, mang vào bên trong để mà mình chừng hương cũng như là mình cúng. Đây là cô chú đang xếp trái cây ra cái khay, cái mâm nè. Thấy có thêm bánh ít nữa. Ở đây thì thấy có bảng giá niêm yết được chụp hình nè. 15-21, kích thước là 15-21 là 30.000. 20-30 là 60.000, 30-40 là 120.000. Tức là sẽ có mấy giá chú mà chụp ảnh á, để làm lưu niệm. Thì có những cái kích thước như vậy và có cái bảng giá niêm yết sẵn rồi. Còn phía bên trong này là những cái gian hàng để mua quà lưu niệm nè. Cũng như là toilet là ở trong này nha. Phía sau đó là toilet nè. Còn bên này là mình sẽ có những cái gian hàng quà lưu niệm. Đây hiện thấy có sâu chuỗi nè, những cái tượng của ông thần tài, con mèo, chiêu tài đó. Đây thấy có giá ở trên nè. Tượng của đây là 2.800.000 nè, tượng này là 300.000 nè, 300.000. Thì khi mà mình ở bên trong cúng xong á, thì bên cái gian hàng lưu niệm với lại khu vệ sinh là sẽ là đối diện. Thì cô chú có thể là qua đây để mình lựa những cái món quà lưu niệm để mang về làm quà ha, cũng như là lưu lại làm kỷ niệm luôn. Ở đây hiện thấy là có rất là nhiều, cũng như là giá là có dán ở phía trên luôn. Đó, rất là cụ thể luôn. Buổi tối khá là bình yên luôn, không có đông đúc. Thì nhớ những cái lần mà dịp lễ Tết âm lịch hoặc là những cái lần mà vía bà, cái thời gian vào vía bà là buổi tối là ở đây cũng cực kỳ đông. Tại vì buổi tối thì thời tiết nó mát mẻ nên cô chú đi nhiều. Đó. Còn hiện tại là lác đác vài người thôi. Hoàn cảnh buổi tối cực kỳ đẹp luôn. Khi mà cô chú cúng xong á, mình có thể mang cái tiền vàng mã hay là áo bà bằng giấy để đi về phía bên trái này có cái lò đốt. Lò đốt thì mình vào bên trong đây có hai cái lò để mà mình đốt, chứ tránh đốt ở phía trong điện thì mình sẽ đốt ở đây. Đó. Đây là tiện thấy không có wow. Thì cô chú mà muốn về đây để cúng bà cũng như là cầu nguyện về sức khỏe cũng như là công việc thuận lợi thì có thể là tranh thủ trong những ngày tháng cuối năm này nha, cũng như là đầu năm. Thì thường thì Tết âm thì sẽ đông hơn. Còn mình mà muốn
thoải mái, thư giãn thôi, không có chen chúc, chen lấn nhau và nóng nực nữa, và cũng giờ cũng có thể là kẻ gian họ lấy tài sản của mình, tại vì khi mà mình chen chúc như vậy thì sẽ dễ xảy ra cái tình trạng đó. Cho nên là những cái lúc mà còn chưa có đông như thế này thì mình có thể là tranh thủ nha. Buổi tối ở đây là rất là đẹp luôn, lên đèn xuất sắc. Bây giờ Nguyệt và Thiện sẽ đi về. Một năm hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023, thì Nguyệt xin chúc cả nhà là một năm mới là sẽ có một niềm vui, công việc thì thuận lợi hơn, và những gặp khó khăn của năm ngoái thì sẽ xua tan đi, để có một năm mới là mình sẽ có một công việc suôn sẻ, bình an, sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin chào và hẹn.